Bạn sắp sửa nhận được những giá trị rất lớn từ họ. Xin hãy giúp tôi chờ đó là sân khấu lãnh đạo đầu tiên của chúng tôi. Chúng ta đó là anh Justin Kiso. Đấy là phó chủ tịch của khu vực phía Tây. Xin chào buổi sáng, Nuskin, các bạn như thế nào ạ? Hôm nay chúng ta khỏe không ạ? Tôi rất vui được các bạn ở đây với các bạn để giới thiệu diễn giả đầu tiên của chúng ta. Laura Felton là một nhà phân phối đến ngay tại đây từ thị trường Mỹ. Xin cảm ơn các bạn. Và Laura thật ra là lớn lên cùng với Nuskin. Chị ấy bắt đầu công việc kinh doanh này vào những năm 20 tuổi. Và ngày nay cô ấy đã là Circle Excellence 4, tức là thành viên 20 triệu đô la Mỹ. Và Laura sống ở tiểu bang Connecticut và có ba người con, Jessica, Cameron và Daniel. Xin hãy dành cho chị ấy một tràng pháo tay thật lớn. Đó là Presidential Director 30 năm, Circle Excellence 4 và 4 năm Ambassador, tức là đại sứ cho đội ngũ làm những điều tốt đẹp của Nu Skin, Laura Felton. Awesome. Rất tuyệt vời, cảm ơn anh. Hello. Xin chào tất cả mọi người. Thật là một vinh dự cực kỳ lớn khi tôi có mặt ở đây cùng các bạn. Sáng nay là về tầm nhìn. Và đương nhiên rằng tầm nhìn là một điều mà nó vượt hơn tất cả những gì chúng ta có thể nhìn thấy. Và không những thế, nó không chỉ là những gì chúng ta nhìn thấy trong tương lai, mà còn là những gì chúng ta cảm thấy được trong trái tim và trong cái cốt lõi con người của mình. Và tôi muốn chia sẻ với các bạn những điều mà theo hành trình cùng với Nu Skin, khi mà nó trở thành một phần trong cuộc đời của tôi và tầm nhìn của tôi. Tôi muốn đưa các bạn quay về quá khứ. Đó là 18 tháng 3 năm 1988. Lúc đấy tôi đang bắt chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Và thường là những cái người sinh viên mới tốt nghiệp thường hay làm ấy, là chúng tôi hay đi đến các cái chương trình ngày hội về việc làm và bắt đầu tìm hiểu những cái cơ hội việc làm. Và lúc đấy tôi rất là hào hứng và phấn khích về những cơ hội việc làm trong tương lai của mình. Nhưng chắc chắn là tôi không quan tâm lắm về cái mức lương khi mà bắt đầu. Và tôi cũng không hào hứng lắm về cái ý tưởng là tôi sẽ làm việc cho giấc mơ của một ai đó khác. Cho nên tôi bắt đầu cảm thấy rằng tôi bị nhét vào trong một cái hộp, tức là người ta kỳ vọng tôi phải hợp với tiêu chí của họ. Một sáng nào đó, thì lúc đó cha mẹ tôi là những lãnh đạo hàng đầu tại Nu Skin. Và sáng đó thì họ đang chuẩn bị đến một cái buổi họp và họ mời tôi đi tham gia cùng buổi họp đó. Và thật sự lúc đấy tôi không hề có một cái hứng thú nào với cái việc đi họp. Nhưng mà lúc đấy thì tôi đã có thời gian rảnh và tôi cũng thích cái ý tưởng là đi để mà luyện cái tiếng Tây Ban Nha của mình. Cho nên là tôi tham gia buổi học đó cùng cha mẹ mình. Và bởi vì nó ở Miami mà. Miami thì đấy là tiểu bang rất nổi tiếng và địa biển rất là đẹp. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng khi mà tôi ngồi ở trong cái buổi họp đó và tôi nghe tất cả những người khác biệt lên và chia sẻ câu chuyện của họ và nói về cách mà sản phẩm của Nu Skin đã thay đổi cuộc sống của họ như thế nào, cái cơ hội kinh doanh này đã tạo ra những tác động và ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ, thì tôi nhận được rất nhiều cảm hứng và tôi gần như có cái khoảnh khắc mà ánh đèn nó sáng lên trong tâm trí của mình, mà tôi nghĩ rằng tất cả các bạn ở đây đều đã trải qua cái khoảnh khắc đó. Và cái khoảnh khắc đó là thật sự chạm đến tôi. Tôi nhìn cha mẹ họ và nói rằng tôi có thể nhìn thấy, con có thể nhìn thấy con làm công việc này. Trước giờ con vẫn nghĩ rằng con là một người có tính doanh chủ rất là cao và tôi là một cái boss babe, đúng không ạ? À, một cô bé boss, cô bé chủ, doanh chủ. Và tôi là boss babe từ trước khi cái từ này nó tồn tại cơ. Và tôi rời khỏi cái buổi họp đấy có rất nhiều cảm hứng. Tôi về nhà và tôi nói với cha mẹ của mình một cách rất tự tin rằng con đã quyết định được con sẽ muốn làm gì với sự nghiệp của cuộc đời rồi. Con muốn trở thành một nhà phân phối Nu Skin. Và với khoảnh khắc đó, đó chính là cái khoảnh khắc mà tôi đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình. Và rất nhanh chóng sau đó, và đó chính là cái tấm hình của tôi tại buổi họp đầu tiên của tôi. Tôi đã viết cái từ Nu Skin vào cái nón tốt nghiệp đại học của mình. Và tôi không bao giờ nhìn về phía sau, không bao giờ nhìn bất kỳ một con đường khác. Tầm nhìn của tôi đã rõ ràng đến mức đấy đấy các bạn. Và rất lâu sau đó, tôi lúc đó là mới bắt đầu tham gia Nu Skin được 2 tuần. Đấy là ảnh của tôi chụp với anh Blake. Chúng ta hoàn toàn không già đi một chút nào đúng không ạ? Chúng ta vẫn như ngày xưa nhờ vào sản phẩm của Nu Skin. Bao nhiêu các bạn nào ở đây đang là tham gia cái convention đầu tiên của mình ạ? Bao nhiêu người ở đây là lần đầu tiên tham dự hội nghị của Nu Skin ạ? Đầu tiên xin được chúc mừng tất cả các bạn vì đã tin vào giấc mơ của mình và đã cam kết để các bạn ở đây ngày hôm nay. Lãnh đạo sinh ra tại sự kiện.
Đó là một điều mà tất cả chúng ta đã đều nghe và nó hoàn toàn là sự thật. Lãnh đạo được sinh ra tại sự kiện và đây chính là khoảnh khắc của các bạn. Tôi muốn thú nhận một điều. Đó là tại cái hội nghị đầu tiên mà tôi tham gia, tôi nhìn quanh mình và tôi hơi quan ngại một chút bởi vì đấy là một sự kiện rất là bé, một hội nghị rất là bé vào ngày ấy thôi. Và có vẻ như rằng có rất là nhiều những người nam nhân, người ta mặc đồ vest và tôi thì trông rất là khác biệt với những người nam doanh nhân đó. Và lúc đấy tôi mới 23 tuổi thôi. Mọi người xung quanh trông có vẻ già hơn tôi rất là nhiều, hầu hết là vào những năm 30, 40, 50 tuổi. Và như thế thì tôi cảm thấy rằng bây giờ tôi đang 50 tuổi rồi, bây giờ thì chắc các bạn cũng đang nhìn tôi với cảm giác như vậy. Nhưng thời đấy thì tôi cảm thấy rằng không biết mình có phù hợp với ở đây không. Và tôi tự hỏi bản thân mình, không biết là mọi người có tôn trọng mình không. Bởi vì lúc đấy tôi là một người rất là trẻ, lại còn là một người phụ nữ nữa và không có kinh nghiệm kinh doanh, thì không biết là người ta có tôn trọng mình hay không. Không biết là có các bạn nào đây đã từng giống như là nghi ngờ bản thân mình không ạ? Liệu là tôi có già quá, hoặc là trẻ quá, hoặc là tôi không đủ thông minh, hoặc là tôi không đủ buồn cười, tôi không đủ dí dỏm, tôi không đủ khả năng ảnh hưởng. Và rất nhiều người trong chúng ta luôn luôn tự vấn bản thân mình đúng không ạ? Chúng ta luôn tự nghi ngờ bản thân mình và tôi nghĩ điều đó là tự nhiên thôi. Và cái quan trọng là chúng ta đừng để cái nghi ngờ này nó lớn hơn cái khao khát của chúng ta. Chúng ta hãy luôn để khao khát chúng ta nó soi đường cho chúng ta đi. Và sau cái hội nghị đầu tiên của tôi, cha mẹ của tôi đặt tôi một câu hỏi. Họ thật sự bắt tôi phải nghĩ về cái việc là tôi sẽ biến cái tầm nhìn của mình thành hiện thực như thế nào đây. Họ hỏi tôi rằng, ba mẹ rất là hào hứng và phấn khích, là con đang hào hứng và phấn khích với Nu Skin. Nhưng mà con định làm gì đây? Con định nói chuyện với ai đây? Bởi vì tất cả những bạn bè và người quen của gia đình là biết về cơ hội này thông qua ba mẹ rồi. Thế con định nói chuyện với ai đây? Thế thì tôi quay về và tôi áp dụng những cái bài học mà tôi học được tại cái hội nghị đó. Đó là hãy tập trung vào thế mạnh của mình, chứ đừng tập trung vào điểm yếu của mình. Và ngày hôm qua, tôi đã học được rất là nhiều điều trong cái phần chia sẻ ngày hôm qua. Đó là hãy tập trung rất là nhiều vào thế mạnh của mình. Thế thì tôi quay lại và tôi nhìn lại, tôi rất là giỏi trong việc kết nối với người khác. Tôi rất là thích được trở thành bạn bè với người mới. Và tôi cũng rất là tốt trong việc kết nối và nói chuyện với người lạ. Và tôi rất là giỏi trong việc là biến người lạ thành bạn thân của mình. Cho nên là tôi sẽ ra ngoài kia và tôi sẽ bắt đầu nói chuyện với mọi người thôi. Bởi vì nói chuyện chính là thế mạnh lớn nhất của tôi. Và với cái thế mạnh mà tôi xác định được cho mình, tôi bắt đầu phát triển ra cái kỹ năng đó là walk and talk. Walk and talk tức là vừa đi vừa nói chuyện. Không biết các bạn nào đã từng nghe về cái kỹ năng mạnh này của tôi chưa? Đó là kỹ năng tôi dùng để xây dựng kinh doanh này. Tôi là cứ đến thành phố New York, đấy là nơi mà có một số lượng người không giới hạn luôn, để chúng ta có thể là cứ vừa đi vừa nói chuyện ở trên đường. Và tôi sẽ bắt đầu mặc một cái bộ quần áo doanh nhân và tôi bắt đầu tìm những người mà có vẻ như là có một cái năng lượng tích cực, trông có vẻ như là thân thiện, có vẻ như là khi mình cười với họ, cười lại. Tôi đang tìm kiếm những người mà có cái năng lượng đó. Khi mình cảm nhận năng lượng đó thì tôi sẽ đến gặp người lạ và nói rằng, xin lỗi anh, xin lỗi chị, tôi có thể đặt một câu hỏi rất điên rồ được không? Và với những người nào mà nói yes thì tôi sẽ nói là, bạn có nghĩ rằng bạn là một người làm kinh doanh mà có tâm trí và đầu óc rất là rộng mở không? Và một lần nữa họ nói yes, thì họ sẽ nói rằng bởi vì tôi đang phát triển kinh doanh trong khu vực này và tôi đang muốn kết nối với mọi người trong khu vực này và tôi rất là muốn giới thiệu bạn đến với những cái sản phẩm tuyệt vời của bạn và kiếm thêm thu nhập. Bạn có danh thiếp không? Và đôi khi là tôi nói rất là nhanh, thường là tôi nói nhanh hơn rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà ở đây là tôi đang cố nói chậm để cho phiên dịch có thể dịch được. Nhưng thường là tôi nói điều này rất là nhanh và người ta sẽ cảm nhận được cái năng lượng của tôi và họ sẽ đưa danh thiếp cho tôi. Và sau đó ngay lập tức ngày hôm sau tôi sẽ gọi điện cho họ và sẽ theo sát họ và sẽ bắt đầu lựa ra được những người mà phân biệt đó, lựa ra được ai là người tò mò và ai là người thật sự quan tâm. Và tôi sau đó chỉ làm việc với những người quan tâm thôi. Và cái niềm tin của tôi lúc đó rất là lớn. Nó đến từ việc là tôi rất là đam mê với sản phẩm của chúng ta. Tôi thật sự tin vào công ty của mình rất là lớn. Và khi đến với những cái sự kiện như thế này thì giúp chúng ta phát triển cái niềm tin và cái sự tự tin vào chính bản thân mình. Và tôi học rất là nhanh rằng không quan trọng là tôi nói gì. Bởi vì thường người ta sẽ hỏi là không, chị nói gì với người ta vậy? Không quan trọng là bạn nói gì với người khác đâu, mà là cách bạn nói ra những ngôn từ đó. Cho nên là tôi hay đặt ra những cái mục tiêu cho bản thân mình là mỗi ngày tôi sẽ không về nhà cho đến khi tôi đã nói chuyện với 30 người trên đường. Hoặc là con số đó là bao nhiêu cho các bạn cũng được. Nhưng mà ví dụ con số của tôi là 30 đi. Tôi sẽ luôn luôn khuyến cáo mọi người là hãy đặt mục tiêu cho mình là mỗi ngày chạm được đến bao nhiêu người, mỗi ngày nói chuyện được bao nhiêu người, kết nối được bao nhiêu người. Con số đó là bao nhiêu cũng được. Nhưng mà cái mục tiêu mỗi ngày đó là cực kỳ quan trọng. Và cùng lúc đó thì tôi cũng sẽ nhận được rất là nhiều lời từ chối đúng không ạ?
Tôi nhận được rất nhiều lời từ chối các bạn. Tôi bị từ chối rất nhiều. Thậm chí tôi có thể đứng đây và nói với các bạn rằng có lẽ tôi là một trong những người bị từ chối nhiều nhất trong cuộc đời mà bạn đã từng gặp. Nhưng không sao cả. Bởi vì cùng với lại tất cả những cái từ no thì tôi nhận được rất nhiều từ yes. Và đấy hoàn toàn là một trò chơi của những con số các bạn. Đấy là một phần của công việc kinh doanh của chúng ta. Không có một presidential director nào mà nói với các bạn rằng là tôi nói với ai người ta cũng yes với tôi. Chuyện đó không bao giờ xảy ra trong cuộc sống này. Tôi trở thành Blue Diamond vào tuổi 24 và tôi trở thành Team Elite hoặc là tên mới bây giờ là presidential director. Đó là chủ tịch, giám đốc chủ tịch. Đó là vào tuổi 25 ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và tôi muốn nói rằng cái điều mỉa mai ở đây là gì? Khi tôi làm công việc kinh doanh này, khi mà tôi đến những cái sự kiện và hội nghị như thế này, thì cái số lượng người nam doanh nhân mà mặc đồ kinh doanh ấy, mặc đồ vest ấy, mà vào thời đấy là tôi cứ nhìn ai là nam doanh nhân mà mặc đồ vest là tôi cho đó là người thành công, đúng không ạ? Và người ta đều đến gặp tôi và bảo là wow, chắc là bạn là một người phụ nữ trẻ mà làm kinh doanh này là tuyệt vời lắm. Và tôi luôn tự cười và tôi nghĩ rằng là bao giờ chúng ta cũng nghĩ như thế. Chúng ta luôn nghĩ rằng là cỏ bên kia xanh hơn. Đúng chưa? Khi mà mình thấy là người kia làm kinh doanh, mình luôn nghĩ rằng người ta chắc là làm dễ hơn mình. Nhưng mà không phải như thế đâu ạ. Mỗi chúng ta sẽ đều có khó khăn riêng. Mỗi chúng ta đều có thuận lợi riêng. Chúng ta chỉ cần phải tìm ra điểm mạnh của mình để mà tập trung vào điểm mạnh đó. Và có một cái điều khác trong cái kỹ năng mà walk and talk, tức là vừa đi vừa nói chuyện với người lạ, đó chính là thông qua đó tôi đã gặp được chồng của tôi. Và phải nói rằng khi tôi đến gặp anh ấy lần đầu tiên thì anh ấy là rút danh thiếp ra đưa cho tôi ngay luôn, không đợi một giây phút nào. Đấy là một trong những cái món quà lớn nhất. Và đương nhiên không phải lúc nào cũng phải dễ dàng khi mà cưới một người mà vừa đi vừa nói chuyện với người lạ như tôi. Bởi vì tôi khi tôi làm những điều rất điên rồ mà anh ấy không thể quen được. Ví dụ như là khi chúng tôi vừa mới cưới ấy, khi mà chúng tôi bay máy bay cùng nhau ấy, bao giờ chúng tôi cũng ngồi riêng với nhau. Bởi vì tôi có thể tăng gấp đôi số người mà tôi được nói chuyện trên một chuyến bay. Nghĩa là vợ chồng không bao giờ cùng nhau trên chuyến bay cả. Hoặc là nếu như mà chúng tôi vào taxi ở tại thành phố New York ạ, và đây là hoàn toàn là sự thật, tôi sẽ bước vào taxi và ai mà đang ra khỏi taxi tôi sẽ nói rằng: "Ê, xin lỗi nhé, bạn có tin vào định mệnh không?" Và họ sẽ nhìn tôi vào một cách hoang mang và bảo rằng tôi sẽ tin rằng tất cả những chuyến taxi mà tôi bước vào ấy, bạn là đang bước ra ấy, thì có một lý do vì sao chúng ta lại gặp nhau ngay khoảnh khắc này. Đây là định mệnh và tôi đang phát triển kinh doanh ở khu vực này và tôi sẽ tiếp tục cái bài thuyết trình của mình. Và bạn có danh thiếp không? Chúng ta kết nối với nhau đi. Đương nhiên là ngày hôm nay tôi chỉ bảo là bạn có trên Facebook không? Và chúng ta kết nối Facebook đi. Phải nói rằng tất cả mọi thứ đang ở sẵn xung quanh chúng ta rồi. Và hôm qua tôi cười quá trời khi mọi người nói về cái bài thuyết trình cho thang máy. Bởi vì mỗi lần chúng ta đến một khách sạn, tôi luôn luôn yêu cầu được book phòng ở cái tầng cao nhất. Không phải là bởi vì tôi muốn có view đẹp, mà bởi vì là tôi muốn là ví dụ phòng có 20 tầng thì tôi đi và thang máy từ tầng 20 xuống, tôi sẽ gặp được tối đa số người luôn. Bởi vì khi đấy là tôi sẽ phát triển được những cái dây mạnh của mình thông qua thang máy. Rất là tuyệt vời. Anh Blake ấy đã thuyết trình trên sân khấu, đúng không ạ? Nói về việc là giúp đỡ mọi người và thay đổi cuộc sống của mọi người. Rất là tuyệt vời. Làm sao chúng ta đi giúp người như là một cách kiếm sống của mình. Cách mà anh Blake hồi nãy đặt vấn đề rất rất là hay. Đó là một cách chúng ta có thể thuyết trình trong thang máy, đúng không ạ? Đặt vấn đề một cách rất ngắn gọn nhưng thú vị khiến người ta phải quan tâm. Và đôi khi sẽ bắt đầu với một thứ như thế này ạ. Cưng nè, liệu là chúng ta có thể hẹn hò với nhau một đêm mà không có người lạ, không có tuyển dụng, không cử ứng viên, chỉ có anh và em thôi được không? Ở đây không biết là có cặp đôi nào cảm nhận được đó giống tôi không? Thế thì ở trong cái khán phòng này đâu là những người giống tôi à? Walker và talker, vừa đi vừa tuyển dụng, vừa đi vừa chia sẻ. Những người mà đam mê và yêu thích cái việc là đi đâu gặp ai cũng nói về cơ hội và sản phẩm của mình. Vâng, rất là tuyệt vời. Thế thì có thể là cái kỹ năng này không phải là dành cho tất cả các bạn. Nhưng ít ra cái việc chúng ta kết nối với mọi người, cái việc của chúng tôi kết bạn, chúng ta làm quen với người mới, bất kỳ chúng ta đang ở đâu, xếp hàng ở Starbucks hoặc là đang đi mua bánh ăn sáng, cho dù chúng ta đang ở đâu, nói về một quyển sách, nói về thời tiết, nói về một điều điểm chung, hoặc là ngay cả cái việc mà chúng ta mở cửa cho người khác, chúng ta cũng có thể làm quen với họ. Đấy là cái kỹ năng rất quan trọng chúng ta đều phải luyện. Và ngày nay social media, tức là mạng xã hội, chính là cái cơ hội mới để chúng ta walk và talk, vừa đi vừa làm quan. Bởi vì là trên mạng xã hội có cái số lượng người không giới hạn mà chúng ta có thể tiếp cận và làm quen trên mạng xã hội. Bao nhiêu các bạn ở đây đang dùng mạng xã hội đơn thuần như một cách để chúng ta mở rộng mối quan hệ và liên kết và kết nối với nhiều người hơn trong cộng đồng của mình, đúng không ạ? Nó ở khắp mọi nơi.
Và chúng ta hãy nhớ điều này. Cuối ngày, cuối cùng lại, khi chúng ta đi kết nối với bạn bè, khi chúng ta tham gia vào các cái nhóm và chúng ta tag người lạ trong ảnh của bạn, sẽ có rất là nhiều người đến cái mạng xã hội của các bạn và họ sẽ kiểm tra mạng xã hội của bạn. Và hãy nhớ rằng bạn chính là thương hiệu của chính bạn. Và một khi bạn đã post một điều gì đó, nó sẽ luôn tồn tại ở đó. Cho nên hãy luôn đảm bảo rằng những điều bạn chia sẻ trên mạng xã hội, nó hài hòa với những gì bạn muốn thể hiện bản thân mình. Và nó đúng cái sự chính trực của các bạn. Bởi vì người ta thật sự phải thích bạn trước khi người ta muốn làm kinh doanh với bạn và trước khi người ta muốn thử sản phẩm của bạn. Cho nên mình hãy là chính mình hãy là thành thật nhất trên mạng xã hội. Và đối với lại tất cả mọi người, bạn phải tìm được cái sự cân bằng hoàn hảo giữa việc là chúng ta dùng công nghệ cao hay chúng ta dùng cái việc high touch, tức là kết nối với con người thân thiết, thân mật cao. Và chúng ta hãy tìm cái sự cân bằng đó để chúng ta xây kinh doanh này. Thì một số điều mà tôi đã áp dụng ngay từ những ngày đầu mà giúp tôi rất là lớn, thành công rất là lớn, nhiều diễn giả cũng đã nhắc rồi, đó là hãy bắt đầu với điểm đến trong tâm trí của mình. Hãy rất rõ ràng về tầm nhìn của chính mình. Và hãy rất rõ ràng về cái việc là bạn muốn có một cuộc sống như thế nào. Hãy biết rõ lý do của mình là gì, chữ why của mình là gì, chữ tại sao của mình là gì. Chúng ta hãy có những cái bảng giấc mơ của mình. Bởi vì khi mà mình trải qua những cái khó khăn, khi mà lên, khi mà xuống, khi mà nhận được nhiều những cái lời từ chối, và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, đúng không ạ? Thì bạn phải thực sự kết nối chặt chẽ và mật thiết với chữ tại sao và cái lý do của bạn, để chúng ta không quên lý do chúng ta bắt đầu. Với tôi, cái tầm nhìn ngay từ những ngày đầu tiên nó đã cực kỳ rõ ràng. Tôi muốn trở thành một người vợ, một người mẹ và một nữ doanh nhân. Và tôi không bao giờ muốn phải lựa chọn giữa việc là làm mẹ và làm nữ doanh nhân. Tôi bao giờ cũng muốn làm cả hai và muốn trọn vẹn nhất có thể. Và tôi tin rằng cái cơ hội mà Nuskin đã đến chúng ta ở đây, chúng ta thật sự có cái cơ hội để làm tất cả những gì chúng ta muốn làm trong cuộc đời này, mà không bao giờ phải lựa chọn, phải thỏa hiệp. Tôi hoàn toàn có thể chia sẻ với mọi người về sản phẩm của mình, nói về cơ hội kinh doanh của mình, mà trong lúc đó vẫn có thể cho con bú, cho con ngủ, thay tã cho con. Và tôi ví dụ như là đã từng phải rời Monaco sớm, bởi vì lúc đó là con trai của tôi được tôn vinh ở trường và tôi phải có mặt ở đấy. Và vào nửa đêm tôi rất là vui, bởi vì là con trai tôi muốn hỗ trợ tôi, muốn làm tôi bất ngờ. Chồng cũng bay đến và làm cho tôi bất ngờ ngay tại Monaco. Và tôi biết rằng là gia đình luôn hậu thuẫn tôi. Bao nhiêu các bạn ở đây thì đối với các bạn rằng gia đình chính là lý do tại sao các bạn làm công việc kinh doanh Nuskin này, đúng không ạ? Bởi vì gia đình là tất cả của chúng ta. Và thật sự gia đình là tất cả của chúng ta các bạn. Và cảm ơn cái thông điệp mà tôi đã nhận được. Đây là công việc mà đòi hỏi chúng ta phải lao động rất chăm chỉ các bạn. Đây là một công việc kinh doanh giống như bất kỳ công việc kinh doanh nào khác. Nhưng đây là một công việc kinh doanh mà các bạn được quyền làm theo cách riêng của mình, được thiết kế theo cách riêng của các bạn. Các bạn có thể đi nhanh hay đi chậm tùy cách bạn muốn. Và các bạn có thể muốn nó linh hoạt theo cách nào mà bạn muốn. Cho nên mọi người luôn hỏi tôi làm sao mà tôi lúc nào cũng có động lực lớn như vậy. Và lúc nào tôi cũng liên tục làm việc với một cái cường độ rất là cao sau 30 mấy năm với Nuskin như vậy, một cách rất thành thật. Nó không khó đến mức đó đâu các bạn. Khi mà các bạn yêu cái việc mà mình làm, khi các bạn đam mê với cái việc mình làm, thì nó sẽ thúc đẩy các bạn, nó cuốn hút các bạn, và nó khiến các bạn muốn làm. Và tôi luôn có được cái đam mê đó về Nuskin. Nó đây là thứ tôi muốn làm với cuộc đời của mình. Cho nên tôi không cảm thấy nó khó khăn chút nào để có được động lực mỗi ngày. Sandy, hashtag motivated by love, tức là được truyền động lực bởi tình yêu, được thúc đẩy bởi tình yêu, thì tôi nghĩ rằng đây là cái câu slogan mà nói lên rất là hay, rất là trọn vẹn về cái mấu chốt của Nuskin. Chúng ta được thúc đẩy bởi tình yêu để đi giúp đỡ người khác. Cho dù đó là một điều rất là nhỏ thôi, cho dù chúng ta thay đổi một điều rất nhỏ trong cuộc đời của họ thôi, thì chúng ta cũng có thể chia sẻ sản phẩm cho họ, chia sẻ phương tiện cho họ, biết rằng họ và biết rằng mình có thể dạy cho họ những cái kỹ năng, rồi sau đó họ có thể dạy lại cho người khác những kỹ năng đó và liên tục lan tỏa cho những thế hệ tiếp theo. Và tôi luôn nói về khái niệm di sản ạ. Khi chúng ta không còn trên cuộc đời này nữa, những con người mà chúng ta đã chạm đến và giúp đỡ họ thông qua kinh doanh này, và rồi những người mà họ lại tiếp tục chạm đến và giúp đỡ thông qua công việc kinh doanh này, nó sẽ tiếp tục lan tỏa lâu hơn nữa, xa rộng hơn nữa sau khi chúng ta không còn trên cuộc đời này. Và nó còn nhiều hơn rất là nhiều là những cái tác động mà chúng ta đã có trong cuộc sống của chúng ta, đối với đội nhóm của chúng ta, đối với khách hàng của chúng ta. Mà chúng ta còn đi rất là xa thông qua đội ngũ làm những điều tốt đẹp và những chương trình thiện nguyện của Nuskin. Chúng ta chạm đến rất nhiều cuộc đời khác ở toàn cầu. Và tôi đã rất may mắn được trải nghiệm điều này trực tiếp thông qua những lần tham gia thượng nguyện cùng công ty. Chồng của tôi và con gái của tôi cũng đã cùng tôi đến Malawi và tận mắt nhìn thấy sự khác biệt chúng ta đang tạo ra cho cuộc sống của hàng trăm ngàn con người khác ở tại châu Phi. Và chúng ta có thể làm nhiều hơn rất là nhiều.
Các bạn có thể tưởng tượng đúng không ạ? Giống như tôi nhìn xung quanh khán phòng này, nếu mỗi người chúng ta quyết định, và tôi rất là yêu cái tên mới, đó là một người bạn, đúng không ạ? Một người bạn của chương trình nuôi dưỡng trẻ thơ. Và quan trọng hơn là lồng ghép cái chương trình nuôi dưỡng trẻ thơ này vào mỗi lần chúng ta chia sẻ cơ hội kinh doanh này, thì mỗi người chúng ta chỉ cần chia sẻ về nuôi dưỡng trẻ thơ thôi, chúng ta đã có thể cứu sống biết bao nhiêu trẻ em trên thế giới này. Cùng nhau chúng ta sẽ làm được lớn hơn những gì mà cá nhân chúng ta có thể làm. Và tôi thật sự tự hào về cái văn hóa Nu Skin mà tất cả chúng ta là một phần từ cái đội ngũ quản lý nhân viên của công ty Nu Skin đầy tầm nhìn tuyệt vời, cho đến tất cả những nhà kinh doanh lãnh đạo truyền cảm hứng của chúng ta, cho tất cả mọi thành viên cho gia đình Nu Skin, khi mà tất cả chúng ta là những người cùng chí hướng, cùng một tầm nhìn, cùng một niềm tin, cùng một tình yêu, thì chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tạo ra sự kỳ diệu này, hãy cùng nhau thay đổi cuộc sống trên toàn thế giới này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Please welcome to the Nu Skin stage, President of Nu Skin Japan, Kazunori Kobayashi. Xin mời diễn giả tiếp theo, President, Giám đốc của Nhật Bản, Giám đốc vụ Nhật Bản, Kobayashi. Các anh chị, xin chào tất cả các anh chị, mọi người đang như thế nào ạ? Đây là một buổi sáng tuyệt vời và đầy truyền cảm hứng. Các anh chị nghĩ như thế nào ạ?